Dạ thưa dì, dì cho con đi trảy hội nha dì. Cái gì? Trảy hội à? Trời, nhìn tôi gì? Người ta xin mẹ thì mẹ cho đi đi. Nhìn tôi làm chi? Người ta đó là con gái vàng, con gái ngọc, con gái cưng của mẹ mà. Còn tôi là con rơi, con lụm, đâu có quan trọng đâu. Người ta đi thì tôi ở nhà vậy thôi. Trời đất, cái con này tầm bi tầm ba không hả? Để đó cho tôi tính. Tấm con đi trảy hội thì cũng được, nhưng mà nó con phải làm xong hết việc nhà rồi mới đi nha con. Dạ con làm rồi. Tưới vườn chưa? Dạ con tưới rồi. Đốn củi chưa? Dạ rồi. Cho heo ăn chưa? Dạ rồi. Giả gạo chưa? Dạ rồi thưa dì. Chà, giỏi dữ à. Vậy thì đi đi. Mẹ, mẹ đừng có nói là mẹ cho người ta đi đó nha. Ừ thì nó làm xong rồi phải cho nó đi chứ con. Đó, tôi biết mà. Người ta đó là con cưng, còn tôi là con rơi con lụm. Thôi, để tôi chết cho mẹ vừa lòng. Để tôi chết cho mẹ vừa lòng. Trời đất ơi, cái miệng ăn băm ăn muối tầm bi tầm bạ mà cái con này. Để đó mẹ tính. Tấm con, dì rất là thương con. Dì rất là muốn cho con đi trảy hội với con Cám, gọi là có chị có em. Nhưng mà đó, ngày mai là ngày giỗ của bà cố chồng, của hàng xóm, của cậu họ, của em kết nghĩa của dì. Mà dì chưa có làm xong bài. Đây nè con. Dì có một thúng danh từ và một thúng tính từ. Dì lỡ tay dì trộn vô hết trơn hết trọi rồi. Bây giờ đó, con giúp dì lựa ra danh từ cho ra danh từ, tính từ cho ra tính từ, rồi đi đâu thì đi nha con. Dì về, danh từ không ra danh từ, tính từ không ra tính từ là chết chứ gì nha con. Danh từ cho ra danh từ, tính từ cho ra tính từ, nghe không? Mình đi mẹ. Trời ơi, tiếng Anh của mình ngu như con bò, mà vì bắt mình lựa danh từ, tính từ ra tính từ, thì còn gì mà đi trảy hội. Trời ơi, sao tôi khổ vậy nè trời. Ủa, Tấm, tại sao em lại khóc vậy? Dạ. Thôi biết rồi, không được đi xem trảy hội phải không? Mà sao kỳ vậy? Dạ. Thôi biết rồi, dì ghẻ không cho đi phải không? Trời ơi, ta nói cái người gì đâu mà ác nhân ác đức dễ sợ luôn à. Ủa, mà bà bắt em làm gì vậy? Dạ thưa. Dạ. Thôi biết rồi, bà bắt em lựa danh từ ra danh từ, tính từ ra tính từ phải không? Rồi có biết làm không? Dạ thưa. Dạ. Thôi được rồi, nhìn mặt là biết không biết làm rồi, khỏi nói nữa, nói nhiều mệt quá. Rồi để thầy chỉ cho làm nha. Cảm ơn trời của thầy ơi. Thầy trò ta hãy cùng nhau giúp cho nàng Tấm phân biệt danh từ ra danh từ, tính từ ra tính từ để nàng có thể đi trảy hội nha. Danh từ là những từ tận cùng, là những yếu tố sau đây mà chúng ta gọi là hậu tố hay là suffix. Có rất là nhiều hậu tố xác định danh từ. Hôm nay thầy xin chắt lọc ra 5 hậu tố phổ biến nhất để chỉ cho các mến trò. Đầu tiên là ness. Chữ ness thường đặt ở đằng sau tính từ để tạo thành danh từ tương ứng. Chẳng hạn thầy có happy là vui hoặc là hạnh phúc, thì happiness là niềm vui hoặc là niềm hạnh phúc. Sad là buồn, vậy thì thầy có sadness là nỗi buồn. Thầy có sick hay ill là bệnh hoặc là ốm, thì sickness và illness là sự bệnh hoặc là sự ốm. Chẳng hạn thầy có mệt mỏi là tired, vậy thì sự mệt mỏi chính là tiredness. Hay thầy có dark là tối, darkness là bóng tối. Bright là sáng, brightness là độ sáng, vân vân. Rồi, hậu tố thứ hai của danh từ đó chính là tion. T
T-I-O-N hoặc là S-I-O-N. Những từ này thường được thêm vào sau động từ để tạo thành danh từ tương ứng. Chẳng hạn thầy có động từ educate là giáo dục, thì education là nền giáo dục hoặc là sự giáo dục. Thầy có expand là mở rộng, vậy thì expansion là sự mở rộng. Thầy có create là tạo ra, thì creation là sự tạo ra. Đôi khi các mến trò sẽ phải thêm chữ A hoặc là chữ I trước chữ sion thì mới tạo thành danh từ được. Ta có Asian hoặc là Asian, chẳng hạn như trong tình huống sau đây. Thầy có chữ form là tạo ra, formation là sự tạo ra. Hoặc là transform là biến đổi, transformation là sự biến đổi. Thầy có chữ recommend là đề xuất, recommendation là sự đề xuất. Thầy có compete là đấu tranh, thì thầy có competition là sự đấu tranh. Rồi, hậu tố tiếp theo của danh từ chính là meant, M-E-N-T. Thường chữ meant cũng sẽ được thêm vào đằng sau động từ để tạo thành danh từ tương ứng. Chẳng hạn thầy có develop là phát triển, thì development là sự phát triển. Agree là đồng ý, agreement là sự đồng ý. Hay là disagreement là sự bất hòa. Measure là đo đạc, thì chúng ta có measurement là số đo. Thầy có chữ manage là quản lý, thì management là sự quản lý. Commit là cam kết, thì commitment là sự cam kết. Tiếp theo thầy có hậu tố ance. Ance này có thể là A-N-C-E hoặc là E-N-C-E. Chẳng hạn trong chữ importance, tầm quan trọng. Difference, sự khác biệt. Disturbance, sự quấy rối. Appear là xuất hiện, thì thầy có appearance, sự xuất hiện. Emerge cũng là xuất hiện, emergence là sự xuất hiện. Enter là vào, thì thầy có entrance là lối vào. Cuối cùng là thầy có hậu tố age, A-G-E. Chữ này đứng một mình chúng ta đọc là age, nhưng khi nó làm hậu tố của danh từ chúng ta sẽ đọc là age các bạn nha. Chẳng hạn thầy có advantage là thuận lợi, và trái nghĩa với nó là disadvantage là khó khăn hay là bất lợi. Hay thầy có chữ carry là mang, thì thầy có carriage là sự mang. Hay thầy có marry là cưới, thì marriage là hôn nhân. Thầy có chữ pack là đóng gói, vậy thì package là sự đóng gói hay là bao bì nói chung. Bây giờ chúng ta sẽ qua tới phần tính từ. Cũng vậy các bạn, tính từ có thể được xác định bằng những yếu tố đứng sau hay còn gọi là hậu tố đó. Thì cũng có rất là nhiều hậu tố để tạo thành tính từ. Và hôm nay thầy Dương sẽ chắt lọc ra 5 hậu tố phổ biến nhất để chỉ cho các mến trò nha. Đầu tiên đó là full, F-U-L, đọc là full, full, không phải là full mà là full. Thì khi mình thêm từ full vào đằng sau, đặc biệt là danh từ đó, thì chúng ta sẽ tạo thành một cái tính từ mang nghĩa là nhiều cái đó. Chẳng hạn như là beauty là sắc đẹp, thì thầy có beautiful là đẹp. Peace là hòa bình, vậy thì peaceful là yên bình, thanh bình. Chẳng hạn care là sự cẩn thận, thì thầy có careful là cẩn thận. Thầy có wonder là sự kỳ diệu, thì thầy có wonderful là kỳ diệu hay là diệu kỳ. Thầy có success là thành công, danh từ đó, vậy thì tính từ của nó là successful. Thầy có skill là kỹ năng, thế thì một người skillful là một người thành thạo, thuần thục những kỹ năng nào đó. Rồi, trái nghĩa với hậu tố full chính là less. Less nghĩa là không có. Các bạn nhớ từ này đọc là less chứ không phải là less nha. Chẳng hạn thầy có care là cẩn thận, trái nghĩa với careful chính là careless. Careless là bất cẩn. Hay thầy có chữ home là nhà, thì homeless là vô gia cư. Hay là job là công việc, thầy có jobless là thất nghiệp.
hay thầy có chữ child là trẻ em, thì childless là không có con. Hay là hope là hy vọng, vậy thì hopeless là không còn hy vọng gì nữa. Hay có thought là suy nghĩ, vậy thì thoughtless là một người vô tâm, một người không có suy nghĩ gì hết. Thầy có chữ fear là sợ, nỗi sợ hãi, thì fearless là một người không biết sợ là gì. Hay shame là sự xấu hổ, thế thì thầy có shameless là trơ trẽn, không biết xấu hổ. Tiếp theo là us, O-U-S. Đây là một hậu tố rất thường gặp trong các tính từ. Chẳng hạn thầy có chữ danger là sự nguy hiểm, thì dangerous chính là nguy hiểm. Thầy có chữ venom là nọc độc, vậy thì venomous là có nọc độc. Chẳng hạn, some snakes are venomous. Một số loài rắn thì có nọc độc. Poison là chất độc, thì poisonous là có độc tố. Thường để chỉ đồ ăn nè, hay là trái cây nè, hay là những cái thứ mà mình đưa vào trong người của mình đó. Poisonous. Hay là hồi nãy chúng ta đã nói về danh từ advantage, thì thầy có advantageous. Advantageous có nghĩa là thuận lợi. Hậu tố tiếp theo cũng khá là phổ biến, đó chính là y, tức là chữ y dài, y, đúng không? Khi các bạn thêm chữ y dài vào đằng sau một danh từ nào đó thì nó sẽ tạo thành một tính từ mang nghĩa là đầy cái đó. Chẳng hạn thầy có salt là muối, thì salty là mặn. Mặn tức là hơi dư muối chút xíu, đúng không các bạn? Hay là thầy có chữ oil là dầu, thế thì oily nghĩa là nhiều dầu. Fat là chất béo, fatty là béo. Hay là thầy có chữ sand là cát, sandy là nhiều cát. Rain là mưa, rainy là thuộc về mưa, liên quan tới mưa, nhiều mưa ha. Snow là tuyết, snowy là nhiều tuyết. Wind là gió, windy là lộng gió, vân vân. Và cuối cùng là hậu tố ick và ickle. Đây là những hậu tố cũng rất phổ biến đối với một tính từ mà các em học phổ thông hoặc là trung học cơ sở sẽ thường được thách đố về những yếu tố này. Bởi vì những yếu tố này không chỉ tạo ra tính từ mà nó còn liên quan tới nghĩa nữa. Và bây giờ thầy Dương sẽ chỉ cho các em một số cái sự khác nhau của chữ ick và ickle nha. Chẳng hạn thầy có chữ kinh tế là economy. Thì chữ kinh tế nó có hai tính từ tương ứng là economic và economical. Nó sẽ khác nhau tí xíu. Economic là liên quan đến kinh tế, còn economical là tiết kiệm. Chẳng hạn như thầy có vấn đề kinh tế của đất nước thì mình sẽ nói là economic problems, chứ ta không nói economical problems. Nhưng mà thí dụ như đi xe đạp là một biện pháp kinh tế, tức là những biện pháp tiết kiệm tiền, thì mình sẽ nói là riding bikes to school is economical. Rồi, tiếp theo đó là từ electric và electrical. Electrical có nghĩa là thuộc về điện hoặc là liên quan tới điện. Còn electric nghĩa là chạy bằng điện. Vậy thì ví dụ thầy đố các bạn quạt điện thì mình sẽ nói là electric fan hay là electrical fan. Đúng rồi, chúng ta sẽ nói là electric fan bởi vì cái quạt chạy bằng điện mà. Nhưng mà thí dụ như là một người kỹ sư điện, vậy thì kỹ sư này làm về điện hay là kỹ sư được chạy bằng điện các bạn? Làm về điện đúng chưa? Chúng ta sẽ nói là electrical engineer, chứ không nói là electric engineer. Hay là những vấn đề về điện, mình sẽ nói là theo các mến trò là electric hay là electrical problems. Đúng rồi, chúng ta sẽ nói là electrical problems. Đối các bạn, xe đạp điện, đèn điện, mình sẽ nói như thế nào? Chúng ta sẽ nói là electric. Chẳng hạn electric bike hoặc là electric lights. Rồi, tiếp theo thầy có từ historic và historical. Đầu tiên, historical là thuộc về quá khứ, thuộc về lịch sử, những gì xảy ra trong quá khứ. Còn historic là mang tính lịch sử, nghĩa là một cái gì đó rất quan trọng. Chẳng hạn thầy có di tích lịch sử, thầy sẽ nói là historical site. Nhưng mà khi thầy nói Điện Biên Phủ là một trận đánh lịch sử, một chiến thắng lịch sử, thì thầy sẽ nói là Điện Biên Phủ was a historic battle, a historic victory. Rồi, cái mến trò nhớ chưa? Và còn rất 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 nhiều nữa.
Nếu mà các mến trò muốn học thêm thì các mến trò cứ comment ở bên dưới những cái mà mình muốn học thì thầy sẽ giúp đỡ cho các bạn nha. Còn bây giờ thì thầy tin rằng nàng Tấm đã có thể lựa danh từ, tính từ ra tính từ để đi trải hội rồi. Xin chào Tấm nha và xin chào tất cả các bạn. Bye bye.